Đây không phải là một video review Kindles. Bởi vì tin mình đi, mục đích tồn tại của chiếc video này nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ đơn thuần là review chiếc Kindle Paperwhite 3 đang có trên tay mình. Trong video này thì mình sẽ bàn về lý do vì sao bạn lại nên mua một chiếc máy đọc sách vào năm 2023, trong khi những định nghĩa như là điện thoại thông minh hay là máy tính bảng đã trở nên quá đỗi quen thuộc với cuộc sống của chúng ta. Đồng thời là giải thích một chút về công nghệ e-ink, cũng như là bàn về việc là chiếc máy đọc sách này nó đã trở thành một phần quan trọng ở trong cuộc sống của mình như nào. Tin mình đi, bởi vì đây không phải những video mà nói về những cái mà ai cũng biết, như kiểu là mua Kindle rất tiện dụng bởi vì bạn đem nó đi đâu cũng được, hay là sách điện tử nó rất rẻ. Mà ở trong video này thì mình sẽ đi vào chi tiết hơn rất nhiều đấy. Trước hết chúng ta hãy bàn đến chuyện một chiếc máy đọc sách có thể giúp cho bạn cải thiện sức khỏe cá nhân của bạn như nào. Mình cũng muốn nói đến phần này một cách kỹ càng nhất và muốn chia phần này ra làm hai phần: sức khỏe thể chất (physical health) và sức khỏe tinh thần (mental health). Thứ nhất ấy là về phần sức khỏe thể chất, thì những điều mà mình đang muốn nói ở đây chỉ đơn thuần là những hành động, những thói quen thường ngày thôi, chứ Kindle sẽ không giúp cho bạn đẩy tạ được đâu. Trừ khi là bạn có vài trăm cái. Cũng như mọi chiếc máy đọc sách đang tồn tại trên đời, thì chiếc Kindle Paperwhite 3 của mình đang cầm trên tay đây cũng sẽ sử dụng công nghệ e-ink cho màn hình hiển thị. Những chiếc màn hình e-ink như này thì sẽ giúp cho bạn bảo vệ đôi mắt hơn rất nhiều khi đặt lên bàn cân với bất kể chiếc máy tính bảng hay là một chiếc điện thoại nào trên thị trường, dù chúng có đắt tiền đến mấy. Vậy thì ánh sáng xanh cũng chính là kẻ thù của bạn ở đây. Công nghệ này thì có lẽ đã không còn quá xa lạ với tất cả mọi người ở đây nữa, nhưng mình vẫn xin phép được giải thích công nghệ này cặn kẽ hơn một chút, bởi vì mình nghĩ là sau khi bạn đã hiểu sâu về thứ công nghệ này thì bạn cũng sẽ hiểu được rằng là nó thân thiện với sức khỏe của chúng ta như nào đấy. Nào, sẵn sàng chưa? Hít thở sâu này. Bắt đầu nhá. Đây là hai chiếc nam châm, bạn thừa biết là điện tích trái dấu thì sẽ thu hút, còn cùng dấu thì chúng sẽ đẩy nhau ra. Công nghệ e-ink thì cơ bản cũng là như vậy, nhưng mà thay vì trường từ tính như là nam châm thì những chiếc máy đọc sách sẽ lợi dụng trường điện từ. Đằng sau lớp màn hình màu trắng đục này là hàng triệu năng mực chứa dung dịch với các phần tử tích điện cực màu trắng và đen. Cụ thể là phần tử trắng thì tích cực âm, còn phần tử đen thì tích cực dương. Mỗi khi bạn muốn hiển thị nội dung ở trên máy đọc sách, màn hình hiển thị sẽ được tích điện dương và âm ở từng vị trí cụ thể trên màn hình, từ đó đẩy các phần tử trắng đen nổi lên trên bề mặt từng năng dung dịch ở trong và tạo nên các chữ cái hoặc các hình ảnh mong muốn, phân tách đen trắng, cực âm cho màu trắng và cực dương cho màu đen. Đây cũng chính là lý do mà vì sao những chiếc máy đọc sách thì sẽ mô phỏng chất liệu giấy trắng mực đen, tuyệt vời hơn bất kể chiếc iPad đắt tiền nào của bạn, bởi vì chúng cơ bản thì cũng là mực ở trên giấy trắng thật. Đấy là công nghệ e-ink của những màn hình trắng và đen. Vậy thì màn hình e-ink màu thì sao? Thì rõ ràng là đã có một số những chiếc máy đọc sách đã có thể hiển thị nhiều hơn là chỉ trắng và đen. Ngồi xuống đi các học sinh yêu quý, bởi vì đây sẽ là lớp học về màu sắc hay nhất mà các bạn sẽ từng được học, trừ khi hồi bé các bạn đã xem Book Ross rồi. Điều đầu tiên, trắng và đen, nói một cách khoa học ấy thì chúng không phải là màu sắc mà chúng là sắc độ. Ví dụ bạn muốn tạo nên một bức tranh trắng và đen như này, sắc độ thấp nhất của bức tranh sẽ là mảng trắng này, còn sắc độ đậm nhất của nó là mảng đen xì mà bạn đang thấy ở đây. Vì sao bức tranh monotone này không hề có một màu nào mà bạn vẫn có thể nhìn ra được các khối của chúng? Đó là bởi sắc độ đậm nhạt của hình ảnh. Đây cũng chính là lý do mà rất nhiều những digital artists chọn học và vẽ tranh trắng đen sao cho chuẩn sắc độ, rồi sau đó mới thêm một lớp màu overlay ở bên trên. Nào, giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với những chiếc máy đọc sách nhỏ gọn như này. Những phần tử mực đen trắng ở trong này không chỉ tạo chữ mà chúng vẫn có thể tập trung và hòa trộn được ra chính xác sắc độ trắng đen chúng ta cần cho một trang sách có hình ảnh. Bạn muốn tranh của bạn có màu sắc á? Đơn giản thôi. Năm 2010 thì E-Ink, công ty sản xuất màn hình đơn sắc trên Amazon Kindle và Sony Reader, đã ra mắt màn hình đọc sách điện tử màu đầu tiên với công nghệ Kaleido Color, một lớp phủ màu lên trên màn hình mực E-Ink, biến sắc độ trắng đen thành sắc độ màu, không khác gì những cách thức của những digital artist nào mấy.
Nói chung là công nghệ này thì vẫn còn khá nhiều giới hạn, vì lớp phủ này sẽ làm màn hình in khó phản chiếu ánh sáng hơn. Và mình cũng phải công nhận là chất lượng màu của nó thì khá là tệ. Người ta cũng đã tìm ra được cách để chúng ta có thể dùng những phần tử có màu khác rồi, nhưng mà thời gian hiển thị của nó thì lâu khủng khiếp. Vậy thì mình nghĩ là ở trong phạm vi của cái video này thì mình sẽ chỉ tập trung vào những chiếc máy đọc sách trắng đen mà thôi. Ok các bạn. Cũng khá là nhiều kiến thức đấy. Nhưng mà thôi không sao, nói một lần luôn cho biết. Các bạn có nhớ chúng ta nói đến phần nào rồi không? Về sự tiện ích của máy đọc sách đối với sức khỏe. Như mọi người đã nghe ở trên thì máy đọc sách có sử dụng công nghệ in có thể mô tả hoàn hảo chất liệu mực ở trên giấy thật, bởi vì một lần nữa cơ bản chúng là mực thật. Điều này cũng giúp cho việc những chiếc màn hình in như này thì sẽ giúp cho bạn bảo vệ đôi mắt hơn rất nhiều khi đặt lên bàn cân với bất kể chiếc máy tính bảng hay là một chiếc điện thoại nào trên thị trường, dù chúng có đắt tiền đến mấy. Vậy thì ánh sáng xanh cũng chính là kẻ thù của bạn ở đây. Mọi màn hình thông thường, bất kể là công nghệ LCD hay là công nghệ OLED, đều sẽ tạo ra ánh sáng xanh với bước sóng ngắn cùng năng lượng cao. Ngắn hạn thì ánh sáng xanh gây mỏi mắt, dài hạn hơn thì chúng có thể làm hỏng tế bào võng mạc. Từ đó dẫn đến các vấn đề như là thoái hóa điểm vàng sớm. Bạn có thể đặt vấn đề rằng là hiện tại nó có rất nhiều cách để có thể giả lập màn hình của một chiếc máy tính bảng để có thể mô phỏng giấy, hay là hiện tại cũng đã có rất nhiều những cái công nghệ màn hình khác nhau để có thể giảm lượng ánh sáng xanh phát ra. Tuy nhiên, đặt chúng cạnh một chiếc Kindle khi số lượng ánh sáng xanh tỏa ra của nó là bằng 0 thì nói thật, chiếc smartphone của bạn hay chiếc iPad của bạn nó không có cửa. Trong một xã hội mà liên tục bao quanh chúng ta những chiếc màn hình điện tử để duy trì thói quen đọc sách vào thời gian rảnh với điện thoại hay là máy tính bảng là một điều rất rất khó. Nhiều người cũng có thể đặt vấn đề là do yêu cầu công việc họ chỉ có thể đọc sách được vào buổi tối. Khi ấy thì họ sẽ phải sử dụng đến những chiếc đèn LED được tích hợp cho máy đọc sách, và những chiếc đèn LED đó cũng sẽ phát ra ánh sáng xanh. Nếu bạn đang tranh cãi vì điều này ấy, thì mình nói thật sẽ khá là ngớ ngẩn, bởi vì trên đời là so sánh 6 cái đèn LED với cả một cái màn hình LCD to đùng chứ. Nói chung ấy, nếu mà bạn vẫn quan tâm đến đôi mắt của bạn mà vẫn muốn tiếp cận với cả thông tin qua báo chí hay là qua sách vở thì có lẽ là máy đọc sách in sẽ là lựa chọn tối thượng nhất của bạn trong thời điểm này. Nào bây giờ mà mình muốn nói một phần mà mình nghĩ là sẽ quan trọng hơn, chỉ ít là ở trong phạm vi của chiếc video này. Đây cũng là điều mà ở các bạn trẻ Việt Nam hiện tại nói riêng và ở đất nước chúng ta nói chung vẫn còn khá thờ ơ, đó chính là vấn đề về sức khỏe tâm lý, mental health. Mình nghĩ là khi mà chúng ta thẳng thắn với cả sức khỏe tâm lý của chúng ta thì sẽ có càng nhiều cơ hội hơn để bạn có thể hiểu cũng như là để nắm bắt được nó. Năm 2016 thì mình được chính thức chuẩn đoán về chứng bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD, chứng khó đọc dyslexia ở tuổi vị thành niên và một số vấn đề tâm lý khác. Nhưng mà ở trong phạm vi của chiếc video này thì mình nghĩ là mình chỉ tập trung vào ADHD và dyslexia thôi. Xuyên suốt quãng thời gian lớn lên thì mình đã luôn cảm thấy được những dấu hiệu của hai căn bệnh rối loạn này rồi. Mãi cho đến năm 2016 khi mình có cơ hội được tự tiếp xúc với những chuyên gia tâm lý thì từ lúc đó mình mới thật sự có nhận thức về chúng. Không nói dông dài nữa mà tóm gọn lại là việc tập trung để đọc sách đối với mình hồi trước là rất rất khó, mặc dù mình từ nhỏ đã luôn luôn là một người thích đọc. Một điều may mắn hơn nữa là mình cũng được tiếp xúc với công nghệ và máy tính khá sớm. Và ngay từ nhỏ mình cũng đã nhận ra rằng là cá nhân mình có attention span rất ngắn. Hành động lật trang ở trên sách vật lý có thể làm cho mình quên đi rằng là ở trang trước mình vừa đọc cái quái gì. Bạn hiểu vấn đề không nhá? Trong khoảng thời gian mà mình phải thò tay ra và lật một trang sách thì hoàn toàn cái khoảng chú ý của mình có thể bị phá vỡ và mình có thể quên ngay đoạn trước mình vừa đọc cái gì. Nhưng mà lớn lên ấy, thì cái việc đọc sách ở trên máy tính thì nó lại khác. Mình có thể hoàn toàn tập trung vì gần như là sẽ không có một hành động lật trang nào do sự mở rộng của màn hình. Ở trên Kindle thì cũng tương tự như vậy. Hành động lật trang của nó rất dễ, không phải thò tay ra hay làm bất cứ cái gì. Bạn muốn lật trang á, rất đơn giản. Một tap. Một tap. So cool. Mình có thể khẳng định là nếu một chiếc Kindle như này có thể giúp một thằng ADHD như mình có thể hoàn toàn tập trung hơn vào việc đọc sách thì không có lý gì mà nó lại không giúp cho những người không có những chứng rối loạn tương tự như này tập trung hơn vào việc phát triển và duy trì thói quen đọc sách. Hơn nữa thì có một điều rất buồn cười là mỗi khi mà mình đề cập với anh em ở trong công ty là mình có một chiếc Kindle thì những câu hỏi đầu tiên mà mình nhận được luôn luôn sẽ là Kindle của mày thì có xem YouTube được không? Hay là Kindle của mày thì có lướt Facebook được không?
Mình thấy những câu nói so sánh rất khó hiểu ấy. Bởi một lần nữa nhá, mục đích cơ bản để những chiếc máy đọc sách như này tồn tại là để phục vụ cho chúng ta. Đúng rồi, đọc sách. Lý do chính mà mình không muốn chọn một chiếc máy tính bảng cho việc đọc sách cũng chính là vì những câu hỏi như là Kindle của mày thì có xem YouTube được không? Bởi vì với một cá nhân có vấn đề về như mình thì chắc chắn là nếu mà mình dùng máy tính bảng để mình đọc sách ấy, thì mình sẽ không thể hoàn thành được nổi quá 2 trang sách mà không ngay lập tức mất tập trung và chuyển sang ngồi xem YouTube hay là quay ra lướt Facebook gì đấy. Chiếc Kindle Paperwhite 3 của mình thì thật ra là cũng có thể lướt web ở trên này được. Nhưng với cái chất lượng màn hình hiển thị chập chênh như này thì chắc kiểu là mọi người cũng chỉ dừng lại ở việc tra cứu thông tin từ trang sách mà mình đang đọc thôi. Không có cái chuyện là xem YouTube hay là lướt Facebook hay là like ảnh Instagram được. Mình cũng nghĩ là ngay cả những người không bị mắc những chứng rối loạn như là ADHD thì cũng sẽ vẫn phải công nhận một điều rằng là sự tiện ích tuyệt vời của những cỗ máy tính thu nhỏ đang ở trên tay của bạn cũng phần nào khiến cho việc tập trung hơn và những hành động vẫn được coi là nhàm chán như là đọc sách khó khăn hơn rất nhiều. Một chiếc máy đọc sách như này sẽ được tích hợp đủ công nghệ để giữ chân bạn lại, giúp bạn cảm nhận được những điều tuyệt vời mà các tác giả đưa vào trong trang sách, để từ đó bạn hiểu họ hơn, thậm chí là hiểu bản thân hơn. Và chỉ đơn giản là như thế thôi. Xem YouTube hay là lướt Facebook thì để sau đi. Tại cũng đã có vô số những bài blog hay là những dự án nghiên cứu nhỏ lẻ cũng đã chỉ ra rằng đọc sách hay cụ thể là đọc sách ở trên Kindle có thể giảm nhẹ hoặc thậm chí là chữa lành chứng khó đọc dyslexia. Mình thì đơn giản là chưa sử dụng chiếc Kindle này được quá lâu để có thể khẳng định được điều đó. Nhưng mình có thể tự tin nói rằng chiếc Kindle này đã đặt cho mình một tiền đề vững chắc để có thể nhảy qua đọc sách vật lý cũng như là tiêu thụ thông tin ở dạng chữ và bất kỳ hoàn cảnh nào. Amazon là một tập đoàn hút máu tham lam, nhưng mà nói gì nói mình cũng mình nghĩ là vẫn phải cảm ơn họ về thiết bị này. Thật ra nếu mà bạn cũng ghét Amazon thì bạn có thể bỏ thêm một chút thời gian ra và nghiên cứu mua một chiếc máy đọc sách Kobo cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Nói chung ấy là chiếc Kindle rẻ tiền này đã thật sự biến việc đọc sách đối với mình trở thành một hình thức self-therapy, cả về mặt sức khỏe vật lý lẫn sức khỏe tinh thần mà rất rất nhiều những thiết bị điện tử khác không thể làm được. Mình chỉ nói ngắn gọn về vấn đề thôi, nhưng mà sách giấy thì được làm từ gì nào? Đúng rồi đấy, sách giấy được làm từ giấy. Mà giấy thì làm sao nhỉ? Đúng rồi đấy, giấy thì sẽ phải chặt cây. Mà chặt cây thì sao nhỉ? Thì sẽ tổn hại đến môi trường. Mà tổn hại đến môi trường thì sao nhỉ? Thì bạn phải mua máy đọc sách đi. 1GB ở trong chiếc Kindle Paperwhite 3 của mình có thể chứa được khoảng 1.000 cuốn sách. Bạn không nghe nhầm nữa, để mình nhắc lại nhé. 1.000 cuốn sách. Lại nữa. Ở riêng thị trường Hoa Kỳ trong một năm thì có khoảng 2 tỷ cuốn sách được sản xuất. Để có được giấy cho những cuốn sách này thì sẽ phải chặt tầm 32 triệu cây. Nên là không đùa đâu, bạn hãy bảo vệ môi trường dần đi. Còn nếu mà một anh hipster nào đó mà bảo bạn là bất kỳ đồ điện tử nào thì cũng có nguy cơ gây hại cho môi trường hơn là sách giấy thì anh ấy cũng có ý đúng đấy. Nhưng bạn hoàn toàn có thể nói thế với điện thoại một cách dễ dàng. Kindle hay là máy đọc sách nói chung thì lại khác. Em yêu này của mình được sản xuất vào năm 2015. Chủ cũ của nó thì cũng bảo quản thiết bị khá là cẩn thận nên gần như là em ấy vẫn như mới. Nhưng mà mình thế, kể cả ông chủ cũ ông ấy có bảo quản con này tệ ấy, thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Bởi vì Kindle cũng như là máy đọc sách nói chung thì bền vách cả trưởng. Tiêu chí bảo vệ môi trường của mình thì cũng rất là rõ ràng. Chỉ mua những món đồ khi bạn thật sự cần đến nó và mua đồ tốt để có thể dùng được lâu. Và máy đọc sách thì có thể tích được cả 2 yêu cầu này. Hơn nữa thì mình cũng phải cảm ơn tập đoàn hút máu Amazon một chút, bởi vì họ rất chăm chỉ cập nhật Kindle Experience cho những chiếc Kindle của họ. Một món đồ công nghệ thường nó sẽ lỗi thời và trở thành rác công nghệ trước khi nó thật sự hỏng hóc. Và với Kindle thì bạn sẽ không cần phải lo những vấn đề này đâu. Ok, luật là như này nhá. Hầu hết tất cả những đầu sách hiện đại chính thống mà bạn có thể lục được trong nhà sách thì đều sẽ có bản ebook ở trên mạng với giá thành rẻ hơn. Mọi người có thể tải trực tiếp từ thư viện online của chiếc máy đọc sách của mình, hoặc là lên mạng tìm kèo thơm hơn và gửi thẳng về thiết bị của bạn. Đừng tải sách lậu nha. Hãy ủng hộ người viết bằng cách là mua sách chính thống. Về thời lượng pin thì bạn nghĩ là một chiếc Kindle như này sau khi sạc đầy thì bạn sẽ sử dụng được khoảng thời gian bao lâu? 1 ngày á? 2 ngày? Hay là 1 tuần? No, baby darling. 6 tuần liên tiếp
cá nhân chiếc Kindle Paperwhite 3 của mình khi được mình sử dụng một cách bóc lột hàng ngày thì vẫn phải đến 3 đến 4 tuần thì mình mới phải sạc pin cho nó một lần. Nhấn mạnh lại là đây là một sản phẩm được sản xuất vào năm 2015 thì dung lượng pin của nó cũng không còn được tuyệt vời như khi mà bạn mới mua nó nữa. Nhưng mà holy shit Batman, nếu bạn đã quá quen với những chiếc smartphone cùng với thời lượng pin tầm khoảng 1-2 ngày rồi thì những chiếc Kindle như này sẽ làm bạn siêu ngạc nhiên đấy. Nhưng mà có một vấn đề là những thiết bị như này thì thời gian sạc của nó khá là lâu, thậm chí là lên đến vài tiếng. Trước khi đi ngủ mình cắm sạc một phát, mình để qua đêm là nó đầy và mình tiếp tục sử dụng trong vài tuần tiếp, chả vấn đề gì. Nếu bạn muốn chiếc Kindle của bạn trụ được thậm chí còn lâu hơn nữa thì bạn có thể hoàn toàn tắt wifi trong quá trình sử dụng. Đương nhiên là nếu mà bạn làm thế, chúng ta phải hy sinh một số tính năng hữu dụng như là từ điển hoặc là tra cứu nhanh. Còn vô vàn những lý do khác mà bạn nên mua một chiếc Kindle vào năm 2023. Nhưng nếu mà mình mà đề cập đến tất cả những lý do này thì cái video này mình nghĩ nó phải dài cả tiếng mất. Mình nghĩ là nếu mà bạn là một người đọc sách thường xuyên thì bạn cũng đã có một quyết định chính xác cho việc là bạn có nên mua một chiếc máy đọc sách như này hay không rồi. Video này thì rõ ràng là mình nghĩ là để dành cho những người mà chưa có một niềm yêu thích nhất định với thói quen này thì đúng hơn. Điều cuối cùng mà mình muốn nói là mình không muốn là mọi người nhìn nhận cái video này như kiểu là ô, thằng này bị tăng động nên là nó mới cần phải đọc sách, mới phải mua Kindle. Vì có một sự thật là đọc sách giờ không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức hay là giải trí đơn thuần nữa rồi, mà nó cũng đang dần trở thành một phương thức, như mình đã nói ở trước đấy, self-therapy giá rẻ. Tất cả chúng ta chắc chắn cũng đã đều có lúc thật sự quá tải khi sống ở trong một xã hội hỗn loạn điên cuồng. Và hình thức đọc sách cũng có thể là một cách dễ tiếp cận nhất để chúng ta có thể có một khoảng lặng thoải mái cho chính chúng ta. Mình không đánh đồng khái niệm self-therapy với cả việc đọc sách nha, bởi vì là riêng cá nhân mình thôi cũng đã có rất nhiều những hành động cân bằng khác, cũng có thể gọi là những liệu pháp tự chữa trị. Ví dụ như là thưởng nhạc, hay là xem phim, hay là sưu tầm, hay hưởng trà, hay thậm chí là gaming. Ý mình muốn nói đây là văn hóa đọc vẫn thường được đẩy phồng lên là một thứ gì đó rất là cao siêu, đầy kiểu mẫu, chỉ những intellectual mới đọc sách. Paul Simon thì đọc sách, Art Garfunkel thì không, Sherlock thì đọc sách, Watson thì không. Chỉ những người thông minh mới đọc sách, còn những người thường thì không. Không, sự thật thì không phải như thế. Đúng thật, sách có lẽ sẽ mãi là hình thức hiển nhiên nhất xuất hiện trong tiềm thức của chúng ta mỗi khi chúng ta nhắc đến những câu từ như là bác học, hay là thông thái, hay là kiến thức. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là những người mà bình thường như mình và bạn ở đây sẽ không tiếp cận được chúng. Ngừng đầu tư thời gian vào những cái vút vô định ở trên điện thoại và thử đọc một cuốn sách xem. Biết đâu nó cũng sẽ trở thành một phần quan trọng ở trong hành trình tìm kiếm và thấu hiểu bản thân của bạn thì sao? Mà nếu như bạn cũng đang có ý định để thật sự tiến vào sự kỳ vĩ của văn hóa đọc ấy, thì hãy thử để một chiếc Kindle hay là một chiếc máy đọc sách giúp bạn làm việc đó nhé. Hả? Mua máy đọc sách nào? Nhở? Review Kindle Paperwhite 3 ấy hả? Nói thật nhá, để mà review chi tiết về chiếc Kindle Paperwhite 3 này thì nó cũng sẽ là một topic rất dài đấy. Mọi người hãy đón xem ở trong video tiếp theo nhá. Ý xong một góc rồi. Okay. Ok, ngãm. Thôi không nhớ.